Lotte đi tới chỗ em khoảng 700 mét à, cây số rồi chạy đúng rồi. Dạ nó nằm trên đường số 3 đến chạy thẳng một đường đó, từ Lotte đi vô em nằm lên đây cái. Dạ. Nguyễn Văn Lượng, Lượng. Dạ. Nó xíu mụn, mụn quá trời con ra con trai. Dạ đúng rồi, tao nói chuyện với gọi em. Dạ, dạ đúng rồi. Nó lộn, đừng có đúng. Không phải đường Nguyễn Văn Lượng nha, em là đường số 3. Có cái bác nó hai mặt tiền á. Thì em số 3 thì chạy tầm một cây phố, chưa tới một cây phố. Dạ đúng rồi. Thì chị cứ tới đó cây máy cho được gọi điện rồi em muốn những cái mình tiếp thôi. Thôi lắm con đừng có nhúng. Làm như vậy nè. Đừng nhúng nha. Long, xa long, đừng có nhăn.